Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành phát hiện và bắt quả tang một người đàn ông trú quận Hải Châu có hành vi buôn bán hơn 2.800 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trưa ngày 17 tháng 12, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một kho hàng của một đơn vị chuyên chuyển phát nhanh trên đường Hải Phòng, phát hiện hơn 50 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Marlboro mà người nhận là ông Trần Hữu Trí, 38 tuổi, trú quận Hải Châu. Khẩn trương khám xét nơi ở của ông Trí, công an quận Thanh Khê tiếp tục phát hiện hơn 2.300 gói thuốc lá các loại và hơn 1.200 điếu xì gà. Qua đấu tranh, ông Trí khai nhận số thuốc lá điếu ngoại nhập này ông mua trôi nổi trên thị trường, phần lớn ở các tỉnh phía Bắc, về nhà cất giữ và bán lẻ cho những nơi cần. Toàn bộ 2.810 gói thuốc lá điếu ngoại nhập kể trên được xác định đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện công an quận Thanh Khê đã tiến hành tạm giữ tất cả số thuốc lá điếu ngoại nhập để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.